Rồi, xin chào tất cả các em học sinh và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước ở cái tập 26 thì thầy đã hướng dẫn xong những em cái cách kiểm tra một cái biểu thức nó đúng hay là sai, cái phương thức nhập và cái phương thức đọc giá trị đúng hay sai. Thì trong clip trước thì thầy đã hướng dẫn cho em rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn tiếp cho các em cái việc đó chính là tính toán tỷ lệ, là tỷ lệ ở đây đó chính là tỷ lệ thức. Thì trong cái chương trình lớp 7 á, thầy giới thiệu một xíu này, trong chương trình lớp 7 nếu chúng ta có cái cặp tỷ lệ này, nếu A chia cho B bằng C chia D thì từ đây chúng ta có phải lập được là A phần B sẽ bằng C phần D nè, nghĩa là chúng ta sẽ thế cái dấu chia này này, dấu chia này nó bằng cái dấu dấu gạch ngang này để biểu thị là nó tỷ lệ thức, hoặc là từ cái này chúng ta đưa về cái tỷ lệ này, cái này được gọi là một tỷ lệ thức đúng nha. Từ đây thì chúng ta sẽ lập từ cái tỷ lệ này, tỷ lệ ban đầu này, chúng ta sẽ lập ra được bốn cái tỷ lệ thức như này, và nó luôn luôn đảm bảo nguyên tắc là gì, đó chính là A nhân D sẽ bằng B nhân C theo công thức của tỷ lệ thức, nghĩa là nhân chéo này, lấy A nhân D này bằng B nhân C, hiểu chưa? Khi chúng ta đã có cái này rồi thì chúng ta sẽ lập lập sao đảm bảo này, ví dụ từ cái này thầy có thể lập ví dụ như là A ở đây trên tử rồi đúng không, thì B với C này chúng ta đổi này, C xuống như đây và B lên đây, như vậy A trên C sẽ bằng B trên trên D đó. Cặp thứ hai này chúng ta có thể lập được bốn cặp như vậy ở trong chương trình toán lớp 7, được chưa? Nhắc lại một xíu để chúng ta nhớ. Thì trong clip này thầy hướng dẫn cho em cái cách tìm tính toán tỷ lệ thức ở trên máy tính này nha các em nha. Thì cái phím cái công cụ nhập ta đó chính là gì, đó chính là menu. Nếu như A ở đây là bốc phương trình, B là đúng sai, thì C đây chúng ta C như vậy. Sau khi chúng ta bấm menu, chúng ta không biết C là cái gì thì chúng ta bấm cuộn này, một phương trình là phép tính bình thường, hai số phức đây này, chúng ta cứ cuộn qua, bấm cuộn qua rồi A là bốc phương trình này, B là đúng sai và C đây chính là tỷ lệ thức. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chọn C ở đây, chúng ta chữ C đây, thấy chưa? Thì ở đây người ta đưa ra chúng ta hai trường hợp, một là nó có dạng là A chia B bằng X chia D, nghĩa là gì? Nghĩa là ở nếu phần 1 này chúng ta chọn cái này, nghĩa là cái x nó cái phần này á, tỷ lệ thức này mục đích là đi tìm x. X nó có dạng giống như này, thì lấy ví dụ một cái này, ví dụ như là 3 chia 5 bằng x, coi đây là 3 phần 5 đó, ở đây x chia cho thì 9 ấy, ví dụ thế, ví dụ thế nha. Thì nó có dạng ở này thì chúng ta sẽ bấm số 1, số 1 chúng ta nhập. Thì bước đầu tiên nó yêu cầu nhập ở đây thì chúng ta sẽ nhập số máy số 3, thì bấm số 3, số 3 chúng ta bấm cho bằng 3 bằng, nghĩa là nó sẽ nhập cái số 3 ở đây, nó chuyển tới chỗ đây là chúng ta sẽ nhập số máy số 5, ta bấm cho bằng, thì tự động nó chuyển sang ở cái chỗ D ở đây, tại vì x ở đây mục đích ta đi tìm mà, x đây chúng ta sẽ nhập số 9, ta bấm vô bằng. Rồi như là sau khi chúng ta đã nhập xong rồi, bây giờ chúng ta bấm vô bằng một lần nữa, bấm vô bằng một lần nữa ở đây thì nó sẽ ra được cái mà chúng ta cần tìm, là chính là x sẽ bằng 27 phần 5, hiểu ý thầy nói không? Đó, được chưa? Đại khái nôm na là như vậy nha. Ok, đây người ta đã hướng yêu cầu của em cách nhập này nha. Rồi thay đổi loại biểu thức tỷ lệ, ta đi xem một số ví dụ nha. Ví dụ này, ví dụ người ta yêu cầu của em mà để tính toán x theo tỷ lệ này, nhớ x nó đứng trước đúng không, ta bấm menu C. Đây em nhìn được cái dạng này này, x x chia 10 nghĩa là x chia D, nghĩa là ta bấm số 1. Giờ người ta nhập đây là 1 2 10 đúng không, 1 ta bấm cho bằng, 2 ta bấm cho bằng, x bây giờ chia 10 này, nhập số 10 vô, bấm cho bằng, nghĩa là bây giờ nó đã nhập được cái giá trị nó trên máy tính rồi, ta bấm cho bằng
một lần nữa để mà kiểm tra tỷ lệ nha, bao nhiêu bằng, như vậy x đây bằng 5, đúng chưa? Đây, thấy chưa, hiểu chưa? Tiếp tục chúng ta sẽ đi sang ví dụ 2. Ta bấm AC, bấm menu C trở lại. Ở đây em thấy nó có cái dạng này nè, C chỉ x nè, thấy C chỉ x không? Nghĩa là 10 chỉ x nè. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chọn là số 2. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ nhập là 1, 2, 10 ha. 1 bằng 2 bằng 10 bằng. Rồi, xong rồi đấy. Bây giờ chúng ta chỉ bấm dấu bằng nữa là ok thôi. Rồi, như vậy x ra bằng 20. Như vậy người ta đã đưa ra cho em hai dạng để chúng ta nắm, hiểu thế nào đó. Còn lỗi hay là hiển thị một số lỗi thì trong đây đó. Như vậy tóm lại, như vậy cái tập tài liệu này thầy đã dạy xong rồi các em. Thầy sẽ chuyển sang một cái quyển tài liệu khác, và mục đích chính là sẽ bấm chỉ cái cách bấm máy tính của các cái dạng toán nha các em nha. Thì thầy nói lại này, trên cái máy tính này, thứ nhất là phím shift là hiển thị để gọi các cái phím chức năng màu vàng ở này, em thấy màu vàng phát rồi x dây thừa sin cos tan ở đây. Còn cái anh alpha, cái alpha đây là gọi những cái phím chức năng màu đỏ này, đây là phím chia dư này, đây là gì, đây chính là số thập phân vô hạn tuần hoàn, là có tính chu kỳ này, đúng không? Đây là tính tổng tích này, tích các biểu thức, phím x, y, z, rồi undo này, lưu ha, đây là ước chung, bồi với ước này, đó. Phím nhớ này, được chưa nào, run, ngẫu nhiên, số ngẫu nhiên, đó, chúng ta phải nắm, dùng shift là slow là gán này, con với slow đây là gán cái giá trị biểu thức này, tích, cái phím này là tích phân, nhưng mà cái anh ở phía trên màu vàng là chính là vi phân, không? Còn cái dấu hai chấm màu đỏ này á, đó chính là các cái đa thức, không? Là đa thức. Còn cái anh màu vàng này là tính tổng, tổng biểu thức. Đây là phân số này, căn bậc 3 này, x mũ 3 này, log này, phát này là đó chính là gì? Phát đây chính là cái số nguyên tố, phân tích ra từ số nguyên tố, em nhớ ví dụ 9. Ta bấm dấu bằng, ta bấm shift phát ra từ số nguyên tố này. Ta phải nhớ chức năng của các phím. Đây là gì, chai thừa này, sin một trừ một, có trừ một tan trừ một, thì đó chính là chúng ta sẽ đưa cái giá trị nó về gốc, đó, lưu này, store này, ở đây là bấm cái số phức này, ng, hoặc là đây là cái tọa độ gốc hình chữ nhật, hoặc là tọa, nói chung là tọa độ, abs, giá trị tuyệt đối, shift ABS là giá trị tuyệt đối này. Reset là để chúng ta reset máy lại. Con shift 8 này là chúng ta chuyển đổi ví dụ độ dài, diện tích, khối lượng, bấm cuộn xuống này, vận tốc, áp suất, năng lượng, công suất, nhiệt độ. Nhớ cái shift 8 này cũng rất quan trọng này, để đổi đơn vị này. Nha. Shift 7. Đây chính là cái cũng đổi là hàng số chung, số điện từ hạt nhân, giá trị đó. Ok, hiểu nè. Tổng quan còn ví dụ menu, menu đây chính là 1 này, 2, 3, 4 gì đó, hoặc là shift menu. Shift menu thì nhập xuất các kiểu, cái này thầy đã chỉ hết rồi đó. Thấy chưa? Ok, hoặc là phím O, B, T, N đó. Thấy chưa nào, cuộn xuống đơn vị gốc để chúng ta chuyển đổi ví dụ độ hay radian hay gradian tùy chúng ta, được chưa? Thầy thống kê lại một số cái chức năng mà chúng ta cần phải nắm. Còn dù để gọi các cái dù x thì chúng ta thì bấm x đây, hoặc là bấm alpha x, hoặc là alpha y, alpha z đó, alpha a đó, bấm anh yêu em hay em yêu anh gì đấy. Hồi học chương trình phổ thông chuyên đời bấm anh yêu em yêu anh, I love you các kiểu luôn em. Đó, vậy thôi. Trong tập liệu này là xong rồi em, 27 tập. Trong tập liệu khác thì thầy sẽ quay tiếp cho em một số cái
tính toán hàm liêm hoặc là này nọ ha. Ok, chúc em học tốt nha, bye bye.